cúi đầu làm lễ Quan Âm Phật tiền, đệ tử chia tâm khẩn nguyện nghĩ một cầu, mở hết tâm nguyện biết liền cả thảy pháp thiền Như Lai. Hai cầu Bát Nhã Tánh Khai, sớm đặng trí về giảng rày, quang minh đôi ba cầu từ huệ rộng thinh ơi độ liền cả thảy chúng sinh khỏi nạn. Bốn cầu tâm địa mở mang, sớm đặng phương tiện trí toán lẻ là. Năm cầu tâm đạo vẹn toàn, liền lên Bát Nhã Tự Hoàn, tay quy ở sau cầu cánh khỏi tay quy ở sớm qua khổ hại thoát ly hồng trần. Bảy cầu thanh tịnh tâm thân, mau thành giới định huệ chân pháp thiền. Tám cầu đạo hạnh cố kiên, sớm lên bi ngạn tình yên ô niết bàn. Chính cầu tánh đặng thanh an vô vi, diệu trí minh quán phát liền. Mười cầu hạnh đạo tinh chuyên, sớm thành Phật tánh diệu viên Bồ Đề. Mong ơn Bồ Tát chứng tri, độ cho đệ tử